Rồi, xin chào 500 anh em. Thì trong video này thì Sơn sẽ hướng dẫn cho anh em về ba cách để anh em có thể backlink và mình tăng view trên YouTube một cách hiệu quả nhất. Và vậy thì backlink là gì? Ở đây thì chúng ta có thể hiểu được rằng là backlink để giúp cho video trên YouTube của chúng ta có thể SEO được và nó bắt đầu nó gia tăng được cái thứ hạng ở trên YouTube và trên Google. Giả sử thì bây giờ chúng ta search một cái từ khóa đó, và nó liên quan tới cái chủ đề mà chúng ta đang xây dựng ở trên YouTube thì nó sẽ ra được những cái video của chúng ta đó, và video của mình lên được thứ hạng hay không. Thì nếu như bây giờ nó sẽ liên quan rất là nhiều vào cái việc là chúng ta SEO và đưa cái video của mình lên. Giả sử đi, bây giờ là Sơn đang có xây dựng cái chủ đề là về keto đa hình đó, thì bây giờ nếu như bây giờ video của mình là một video mới đi thì chắc chắn rằng người ta search video của mình thì rất là khó để có thể ra được, đúng không nào? Thì cái việc là backlink nhằm phục vụ cho việc để khi mà những cái người dùng người ta search cái chủ đề của mình ra đi là keto diet thì nó sẽ ra được những cái video của mình ở trên YouTube đó. Nên video này thì Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn ba cách để làm sao chúng ta có thể backlink một cách hiệu quả nhất. Rồi, thì bây giờ là Sơn sẽ giới thiệu cho các bạn một cái website đầu tiên. Cái website này nó là tên là masping.com, và trên để bạn ra được cái này á thì các bạn hãy bấm vào cái phần là YouTube backlink ở đây. Thì cái phần này nó sẽ dành riêng để các bạn có thể backlink được cho video trên YouTube nha các bạn. Thì cái cách làm như sau. Thì giả sử đi, bây giờ là cái kênh YouTube của mình đang là làm về chủ đề nước ngoài và chủ đề về keto diet giảm cân. Thì mình đã lựa chọn một vài video đi, chẳng hạn như vậy nhá. Thì ở cái phần đầu tiên đây, nó sẽ chọn chúng ta là cái phần ID YouTube video. Rồi, thì bây giờ là mình sẽ chọn cái ID nó ở đâu. Nó đằng sau cái dấu bằng đây, thì nó là cái ID nha các bạn. Sau đó thì mình có copy cái ID này, copy nó và mình dán vào cái phần đây, dán vào. Sau đó thì nó nói rằng là bây giờ là những cái từ khóa về cái video trên YouTube của mình là cái gì. Thì bây giờ là mình sẽ quay lại, giả sử đi mình sẽ chọn là cái từ khóa là ketogenic. Dĩ nhiên nó có rất là nhiều từ khóa nha các bạn, rất là nhiều từ khóa đó. Sau đó thì ở đây nó sẽ cho mình chọn là mình sẽ lựa chọn là bao nhiêu backlink. Thì view là video của bạn mới đăng lên, bạn có thể lựa chọn là 50 hay 100 tùy như các bạn. View như bây giờ mình lựa chọn là tôi backlink là 50. Sau đó thì bây giờ là mình bấm vào nút Start Backlink. Và sau đó thì mình chỉ cần đợi thôi và nó tự nó đi backlink cho chúng ta 50 cái backlink hoàn toàn miễn phí. Không? Và để nó giúp cho nó index cái thứ hạng video của mình lên một cách dễ dàng hơn và rất là hiệu quả nha các bạn. Rồi sau đó thì cứ tự để nó chạy thôi và nó tự chạy chúng ta được 50 backlink. Các bạn lựa chọn là 100 hay các bạn lựa chọn là 1000 thì là do các bạn nhá. Ở đây là mình lựa chọn 50 cái cho nó nhanh. Rồi sau đó thì cùng một lúc đó sau đó mình có qua một website khác. Website này nó gọi là smellsaletools.com. smellsaletools.com đó, thì các bạn nhìn ở trên màn hình ở đây. Rồi sau đó thì mình kéo xuống bên dưới, mình lựa chọn cái phần này backlink tool và mình lựa chọn là backlink maker, lựa chọn backlink maker. Thì cái phần backlink maker đây nó yêu cầu chúng ta hãy điền cả cái đường link vào, điền cả đường link vào. Thì cũng là cái video đó mình copy cả cái đường link vào, sao chép. Sau đó mình dán vào phần đây, dán vào. Sau đó mình bấm vào nút make backlink và nó sẽ tự động nó đi backlink cho chúng ta đâu đó chắc khoảng 90 cái backlink, 90 cái backlink. Và cái trên này thì nó backlink rất là nhanh nha các bạn, nó đi backlink cho chúng ta 90 cái. Rồi sau đó thì qua cùng một lúc như vậy nó đang chạy hai cái đây đúng không? Cái này chạy được 12 này, cái này chạy gần xong rồi này. Sau đó thì mình qua một cái website số 3, đó là pingfarm.com, pingfarm.com nha các bạn. Thì cái phần này nó cũng yêu cầu là chúng ta copy cái đường link, sao chép đường link, sau đó chúng ta dán vào đây.
và mình bấm vào phần là masking thì nó sẽ cho chúng ta là một cái backlink, và xong rồi thì nó sẽ ghi là total ping có thêm đuôi ed, đây là có nghĩa là đã xong rồi đó, đã đi ping rồi, chúng ta thành công xong rồi đó. Rồi thì Sơn đã hướng dẫn cho bạn là mình sử dụng ba cái website để mình có thể đi backlink được. Thì nó sẽ có rất là nhiều cái website khác nhau, nhưng ở đây là ba cái này thì nó hiệu quả nhất đó, thì mình chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể là đỡ phải là tốn công để mình sử dụng quá nhiều cái website và mình không biết cái nào là thực sự hiệu quả. Rồi bên cạnh đó thì view là một cái video của mình á, đăng lên trên YouTube á các bạn, thì các bạn cũng có thể bấm phần chia sẻ ở đây, sau đó thì các bạn có thể đưa nó lên trên những cái mạng xã hội khác nhau, ví dụ các bạn có thể chia sẻ lên trên Facebook, tạo một cái tài khoản Twitter để các bạn có thể chia sẻ lên, hoặc các bạn nào biết về blog, các bạn biết sử dụng blogger thì các bạn có thể chia sẻ lên blogger. Còn ngoài ra đó, nếu như video của bạn đó là dành cho người nước ngoài đó, thì các bạn cũng có thể là cân nhắc bạn backlink lên trên Reddit, hay là các bạn backlink lên Pinterest, đó đó là một trong những cái mạng mà nó cũng rất là hiệu quả. Nếu như các bạn đã chia sẻ cái video của người dành cho người nước ngoài đúng không nào, thì cái chủ đề này mình đang là xây dựng cho cái chủ đề về người nước ngoài nha các bạn. Đấy rồi thì các bạn hoặc các bạn cũng có thể bấm vào phần chỉnh sửa video ở đây này, và các bạn nó nên tải về một cái là vidiq, và sau đó thì khi mà các bạn tải vidiq đây vào rồi thì nó sẽ cho các bạn hiện lên những cái điểm đánh giá SEO của các bạn, điểm đánh giá SEO của các bạn á, xem rằng các bạn đang SEO nó có hiệu quả hay không. Thì cái video sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn nó SEO hiệu quả hơn nhá. Rồi cùng tương tự như vậy thì các bạn có thể lựa chọn và các bạn làm với những cái video khác của mình, với ba cái website đây thì cái hiện tại đây nó chạy rất là nhanh, được 44 cái, ok thành công rồi. Đó, tạo được 44 cái backlink thành công, cái này thì đã xong rồi, 91 cái ping farm thì nó ok. Thì ngoài ra nếu như các bạn đã muốn học về một cái cách là sau đó mình có thể kiếm tiền ở trên online, kiếm tiền tại nhà không, và mình không cần cái kinh nghiệm trước đây, thì các bạn có thể vào website là tự học clickbank.com. Mình có để lại phía bên dưới video đó các bạn ở phần mô tả đó, thì các bạn điền tên và email, sau đó bạn bấm vào lớp học ngay, thì mình sẽ gửi cho các bạn một cái bộ video và các bạn tham gia vào cái khóa học hoàn toàn miễn phí để các bạn có thể học được cách để có thể kiếm được tiền trên Clickbank, và cái kết quả thì nó cũng đã có rồi. Trong thời gian vừa qua đó thì các bạn mình cũng có show cho các bạn nó coi kết quả trong những cái video trước rồi đó, ở trên kênh YouTube là Sơn PS của mình. Và các bạn cũng có thể là ngồi tại nhà các bạn có thể kiếm được tiền đô la Mỹ, và cái này thì các bạn nó sử dụng là free traffic nên các bạn sẽ không cứ cần phải tốn tiền để các bạn chạy quảng cáo. Ví dụ là các bạn này là bạn ấy làm đâu đó được khoảng 1 tuần thì bạn ấy ra được được 3 sale, là tổng 3 sale đó là 70 đô. 70 đô là khoảng 1 triệu 6 tiền Việt đó các bạn. Bạn này thì làm đâu đó cũng khoảng 1 tuần và đăng khoảng 3 bài post thôi thì bạn cũng đã được sale rồi. Đó thì cái kết quả nó cũng rất là nhiều. Đó, thậm chí là cũng có những cái bạn mà hiện tại là bạn ấy đang ở bên Nhật. Đó, hiện tại đang ở bên Nhật và ra được những cái sale rất là lớn. Đây, ví dụ như mình bật cho các bạn xem nhá, để các bạn cũng có thể là dễ dàng các bạn hình dung ra được là làm như thế nào. Ví dụ như bạn này là bạn ấy ở bên Nhật đi, thì bạn ấy làm ra được là 220 đô, 220 đô chỉ trong 1 ngày thôi đó các bạn. Và bạn ấy ra được rất là nhiều sale. Một lúc bạn ấy bán cho một khách hàng thôi, bạn ấy ra được 5 sale, Và cái sản phẩm của bạn đó là về Keto Diet, nó 248 lượt click thì bạn ra được một sale như vậy nhá. Đấy thì đó là những cái bằng chứng cụ thể và có thật rồi và đã giúp được cho rất là nhiều bạn nó ra được cái kết quả thực tế. Đó thì ngoài ra thì bạn cũng có thể là đăng ký kênh YouTube của Sơn đó và bấm vào nút hình của chuông đây này để được nhận những video mới nhất. Thì khi mà Sơn có video, Sơn sẽ gửi nó và bạn sẽ nhận được thông báo nhá. Đó, và bạn nó vào kênh YouTube của Sơn, sau đó bạn bấm vào phần danh sách phát ở đây. Và xem những video mà mình đã sắp xếp theo những cái thứ tự ở trong mục danh sách phát ở đây thì bạn sẽ tìm kiếm nó dễ dàng hơn. Rồi thì nếu như bạn thấy video này có ý nghĩa và nó giúp ích được cho bạn, và nếu như bạn muốn nhận được những video có ích trong thời gian tới và Sơn xây dựng thì đừng quên bấm vào nút đăng ký và like cho video của mình nhá.
Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!